Mỗi khi hè về, lo lắng về những tai nạn thương tích có thể xảy ra với trẻ lại tăng lên, nhất là tại nhiều địa bàn vùng cao còn thiếu vắng những sân chơi an toàn cho các em. Chính bởi vậy, những chương trình sinh hoạt hè ý nghĩa, những lớp học ngoại ngữ miễn phí được tổ chức, hay một thư viện mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau là việc làm thực sự ý nghĩa, góp phần mang đến cho trẻ nhỏ vùng cao một mùa hè bổ ích. Và Hoài An rất thích đọc sách, và thư viện đặc biệt này đã mang đến cho em nhiều niềm vui trong những ngày hè. Những quyển truyện tranh dù đã cũ, tờ họa báo cũng không còn phẳng phiu, nhưng vẫn được An và các bạn nâng niu. Ở nhà con chơi búp bê, lên đây thì rất là nhiều các bạn để chơi. Con thích ra đây để đọc bài và vẽ tranh, tô màu, đọc sách. Vài tuần nay, chị Lý Lu Mạ cùng chị em tổ thêu Sa Phó tập trung thêu thổ cẩm. Con gái chị Mạ cũng theo chân mẹ đi làm, vui chơi với các bạn ở góc thư viện nhỏ đơn sơ ngay bên cạnh chỗ làm. Cứ bố mẹ con ở nhà thì đi tắm suối, bảo cũng không nghe, nhưng mà đã thầy về đến đây rồi thì đã có thầy lắm ở đây thì làm lắm ở đây thì trẻ con thì hay ra đây chơi, học bài này, đọc sách này. Thầy xuống đây làm như này thì bố mẹ ở đây cũng yên tâm hơn, thì các con sẽ không đi tắm suối nữa. Thư viện đặc biệt này được hình thành từ tâm huyết của anh Tạ Văn Thương, một thầy giáo không chuyên, quê gốc Hà Nội. Từng tốt nghiệp đại học ngoại thương, đi du học ở Singapore, trở về nước và làm cho một tổ chức phi chính phủ về giáo dục. Từ năm 2011, anh Thương đã lên Sapa mở lớp học tình thương miễn phí cho trẻ em nghèo. Sau hơn chục năm, anh Thương giờ đã lập gia đình, trở thành một người con của Sapa. Bỏ hàng trăm triệu đồng để xây dựng những mô hình hỗ trợ sinh kế cho bà con đồng bào Sa Phó ở xã Liên Minh, thầy giáo Thương cũng không quên dành một góc nhỏ cho những đứa trẻ ở bản nghèo này. Vừa là đọc sách, vừa là chơi, vừa là học, thì cái thư viện nhỏ này nó sẽ giúp cho các em thứ nhất là gìn giữ cái tuổi thơ của mình và có thêm một chút kiến thức để các em yêu sách vở hơn, yêu trường học hơn. Và câu chuyện là cái thư viện sách nó truyền cảm hứng cũng như là truyền lửa cho các em sau này từng bước một các em yêu con chữ nhiều hơn. Một căn nhà đang được xây dựng, tương lai sẽ là thư viện nhỏ xinh giữa bản. Những em nhỏ vùng cao vốn chịu nhiều thiệt thòi sẽ được vui chơi như bao chúng bạn cùng trang lứa. Đó chính là niềm vui của anh Tạ Văn Thương, người luôn đau đáu tâm nguyện chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em nghèo vùng cao.